quý khán giả của chương trình, tiếp tục hành trình khám phá những thử thách dành cho các vị khách mời của Xe Và Sao, thì hiện tại Minh Phương đang có mặt tại nhà thi đấu Phú Thọ. Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta đó chính là nam ca sĩ Nam Cường. Wow, Minh Phương đang rất nôn nóng để được gặp anh ấy. Và trong khi chờ đợi khách mời của chúng ta đến, thì hãy cùng tìm hiểu với Minh Phương xem địa điểm bí mật ngày hôm nay của chúng ta dành cho khách mời là ở đâu quý vị nhé. Thử thách đặt ra cho vị khách mời hôm nay là lái xe từ nhà thi đấu Phú Thọ đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Với quãng đường di chuyển ngắn nhất khoảng 6 km, thì thời gian thử thách mà chương trình đặt ra cho vị khách mời là 20 phút. Xin chào anh Nam Cường. Chào Minh Phương cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Trong Thế Giới Xe. Anh Nam Cường ơi, ngày hôm nay thì bên cạnh chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái trải nghiệm và kinh nghiệm của anh đằng sau vô lăng, thì song song đó chúng ta còn có một cái thử thách rất là vui nhộn. Và trước tiên thì em sẽ bật mí với anh về địa điểm ngày hôm nay của chúng ta. Đó là một địa điểm ở quận 3. Wow, chắc là quận 3 rộng lớn lắm. Rộng lớn và cũng rất là quen thuộc đúng không nào? Đúng. Tuy nhiên là song song trên cái quá trình đi di chuyển thì em sẽ có những cái gợi ý cho anh Cường, cho nên là anh cũng an tâm. Còn bây giờ thì hai anh em mình lên xe và lên đường thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình, thì anh em mình đang có mặt tại quận 10 nhà thi đấu Phú Thọ. Theo anh Nam Cường thì bây giờ di chuyển ra quận 3 thì anh sẽ đi theo cái hướng như thế nào ạ? Theo bình thường ở đây thì anh sẽ có một số cái hướng, chẳng hạn như là đi Tô Hiến Thành. Dạ. Rồi xong mình ra hướng 32 hoặc là hướng Cách Mạng Tháng 8 cũng ra. Hay là đi Đông Tây đi, xa xa chút nhưng mà lại thông thoáng. Sao đi một vòng vậy? Có vẻ như là khách mời của chúng ta vẫn rất là tỉnh táo. Cuối cùng quyết định của anh là chúng ta sẽ đi hướng... Nghĩ là đi 32, sau đó nếu mà ra hướng quận 3 thì có Lý Thái Tổ. Dạ. Và sẽ ra thẳng quận 3 ngay. Ra quận 3. Rồi, hy vọng là mọi thứ nó sẽ suôn sẻ và chúng ta sẽ kịp thời gian anh nhé. Mà hiện tại thì anh thấy... Kẹt xe. Kẹt xe. Lưu lượng cũng khá là đông. Chỉ có một cái đèn đỏ thôi mà chắc phải đến... 3-4 lượt mình mới di chuyển được. Như lúc nãy trước trước khi mình đi thì thấy đâu có đông gì. Bởi vì những cái tình huống trên đường không ai nói thể nói trước được hết đúng không anh? Nó rất là mất thời gian. Di chuyển ra 3 tháng 2 thì có vẻ là ổn hơn anh ha. Đang đi quận 3 mà địa điểm ở đâu cho nên là cứ đi đại thôi. Dạ rồi, vậy thì chúng ta hãy quay trở lại với những cái gợi ý cho địa điểm của chúng ta ngày hôm nay anh nha. Và để có được gợi ý của Minh Phương thì anh Nam Cường phải trả lời đúng câu hỏi như sau. Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có báo hiệu tạm thời thì người giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào? A. Biển báo hiệu cố định và B. là biển hiệu tạm thời. Anh nghĩ là sẽ là phương án B. Biển hiệu tạm thời. Đúng rồi. Anh chắc chắn không? Chắc chắn. Và đáp án của chúng ta đó chính là phải tuân theo biển báo hiệu tạm thời. Và chúc mừng anh Nam Cường, chúng ta đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên. Và bù lại em sẽ có một cái gợi ý cho anh về địa điểm thử thách của chúng ta. Địa điểm này thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Không biết là trong đầu anh có một cái suy đoán nào về... Thì cái gần đây nhất là thu hút sự quan tâm thì có cái phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng mà nó là nằm ở quận nhất. Đúng rồi. Ở quận 3 thì... Ví dụ... Cái gì ta? Có những cái gì ta? Và... Trung tâm mua sắm nè, rồi... chùa chiền nè, địa điểm tham quan nè. Nhiều lắm, con còn gợi ý khác không? Gợi ý khác thì chúng ta phải đến với câu hỏi khác thôi. Tại vì cái này thì hơi mông lung. Cũng khá là gai góc đây. Có vẻ như mọi thứ vẫn còn đang rất khó đối với ca sĩ Nam Cường. Thời gian đang bị rút ngắn, độ khó của câu hỏi cũng sẽ gia tăng. Liệu chàng ca sĩ của chúng ta có thể hoàn thành thử thách một cách thuận lợi? Và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đến với gợi ý thứ hai đi anh ha. Ừ. Tại vì chúng ta... Tại vì đang mơ hồ lắm. Đang mơ hồ lắm và chúng ta đang ở quận 3, ở đường Cách Mạng Tháng 8 rồi. Câu hỏi thứ hai như sau. Khi vào số để tiến hoặc là lùi xe ô tô, thì người lái xe phải thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? A. Đạp bàn đạp phanh chân hết hành trình, vào số và kiểm tra lại xem có bị nhầm số không rồi mới cho xe lăn bánh.
Câu B, đạp bàn đạp để tăng ga với mức độ phù hợp vào số và kiểm tra lại xem có bị nhầm số rồi mới cho xe lăn bánh. Và câu số 3 là cả hai ý trên. Cho con nghe lại câu 1 đi. Dạ, đạp bàn đạp phanh chân hết hành trình. À, bàn đạp phanh chân. 2. Câu số 2, đạp bàn đạp để tăng ga với mức độ phù hợp vào số và kiểm tra lại xem có bị nhầm số hay để không. Để mình chọn phương án A. A đó chính là đạp vào phanh. Đạp vào phanh. Sau đó mới từ từ, sau đó kiểm tra xem có nhầm số hay không. Hỏi thiệt chứ lúc anh đi thi Lý Thuyết Anh, Nam Cường được bao nhiêu điểm vậy? Cường đi tuyệt đối. Wow. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ đến với gợi ý tiếp theo đi anh ha. Đây là nơi lưu giữ rất nhiều ký ức lịch sử của đất nước. Rồi. Bên đường Võ Văn Tần. Tại sao anh lại... Đó là nơi nào ạ? Tôi nghĩ là cái bảo tàng chứng tích chiến tranh. Theo Minh Phương được biết thì ở quận 3 của chúng ta có hai bảo tàng. Một là bảo tàng chứng tích chiến tranh và thứ hai là bảo tàng phụ nữ Nam Bộ. Rồi, tôi biết rồi. Dạ. Nhớ rồi. Có lẽ là anh đã đi qua rồi đúng không? Nhớ rồi. Thế thì... Có lẽ là cũng khá là gây ro đây. Khách mời thì đang mừng bội trong người vì đoán ra được rồi đúng không? Nhưng mà chưa dừng lại ở đó đâu, bởi vì chúng ta có đến hai bảo tàng lận. Đúng rồi. Hay là giờ quyết định luôn, ăn may 50-50 luôn. Cứ nghĩ đang quá trình chúng ta đang kẹt xe thôi, mình cứ gợi ý tiếp đi. Ok, và hy vọng là với câu hỏi số 3 này sẽ làm khó được ca sĩ Nam Cường của chúng ta. Chứ nãy giờ sao mà chuẩn bị rất là nhiều hình phạt rồi mà không thể phạt được. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Khi điều khiển xe ô tô qua đoạn đường bị ngập nước, người lái xe cần thực hiện các thao tác nào? Câu A, tăng lên số cao, tăng ga và giữ vững tay lái để ô tô vượt qua đoạn đường ngập nước. Câu B, đạp ly hợp hết hành trình, tăng ga và giữ vững tay lái để ô tô vượt qua đoạn đường ngập nước. Và câu C, đó là về số 1, giữ đều ga, giữ vững tay lái để ô tô vượt qua đoạn đường ngập nước. Cố lên. Hay là thôi bỏ gợi ý này, chúng ta đến thẳng với phương án ăn may của anh luôn. Ca sĩ Nam Cường đang rất phân vân và thận trọng ở thời điểm thèn chốt này. Đưa ra quyết định không chính xác cũng đồng nghĩa với việc để vụt mất chiến thắng. Nào, hãy cùng hồi hộp chờ xem. Cố lên. Và đèn xanh. Anh nghĩ là câu C. Ủa vậy là câu đó sai à? Không em. Tạm rẽ trái vào mập hạch ở hồn cùa đi ha. Vậy đi, tôi nghĩ là làm câu B đi. Dạ vâng, và Minh Phương sẽ chốt ngay đáp án của chúng ta, đó là câu C. Dạ. Anh Nam Cường đã bị lừa. Yeah. Thưa quý vị, có lẽ là vui thôi anh ha. Đúng như anh nói, đó là câu C. Vậy là mình suy đoán cũng đúng mà. Suy đoán đúng, tuy nhiên là mất bình tĩnh trước em. Làm cho anh lung lay ý chí một chút xíu. Để cho anh gợi ý đi. Không, em... Dạ, anh cho anh gợi ý. Anh chạy vòng vòng hồ con rùa. Bởi vì chúng ta theo nguyên tắc là phải đến với hình phạt trước khi mà đến với gợi ý thì chúng ta sẽ... Tại vì nếu anh đi trệt một cái là anh lộn đường liền. Rồi, ok, nếu vậy thì chúng ta phải đánh vòng hồ con rùa. Thưa quý vị, và trong khi chúng tôi thực hiện cái hình phạt dành cho anh Nam Cường thì hiện tại mọi người đang chạy vòng vòng hồ con rùa. Và chúng ta phải thực hiện nhanh hình phạt này. Rất là dễ, anh phải cười theo yêu cầu của em như sau. Cười thân thiện. Cười mỉa mai. cái này có vẻ hơi giống vào Minh Phương. mang mục đích cá nhân là nhiều. Thì em nó đúng tâm lý hiểu không? Cười sảng khoái nè. Cười e lệ. Ghê quá. Còn không làm khó anh nữa, chúng ta đang đến với đầu đường Võ Văn Tần và địa điểm của chúng ta nằm trên con đường đây. Yeah. Và một lần nữa với cái phán đoán của anh ở ban đầu, đó chính là bảo tàng chứng tích chiến tranh đúng không nào, ở trên đường Võ Văn Tần là một đáp án hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên là em phải cố gắng tính là cố gắng một chút xíu và đùa anh gà em thôi, để cho em vui không? Anh gà cho em vui thôi. Có đó. Quý khán giả thân mến, như vậy
vậy là hiện tại Minh Phương và khách mời Nam Cường đang có mặt tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở quận 3. Và điều đó đồng nghĩa với việc khách mời của chúng ta ngày hôm nay đã hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ đề ra của chương trình. Yeah, chúc mừng anh. Không biết là cảm xúc của anh lúc này như thế nào? Bây giờ thì cảm thấy rất là vui. Trái ngược với cảm giác lúc đầu khi mà lên xe đưa Minh Phương đi lòng vòng. Lần đầu tiên đi lên xe và không biết được cái điểm đến của mình là ở đâu cả. Cho nên là rất là có nhiều dấu chấm hỏi và sự nghi ngờ nảy ra trong đầu. Có thể nói đây là một cái chiến thắng rất là tuyệt đối nếu như mà Minh Phương không có. Không lừa là thắng rồi. Nhưng bù lại quý vị khán giả đã có thêm được rất là nhiều niềm vui cũng như là thông tin hữu ích. Và thay mặt ekip thực hiện thì có một món quà đến từ nhà tài trợ KOS Shop. Wow, cái này là dành cho Cường hả? Vali thương hiệu Rogato, dạ. Một bất ngờ nữa đến với Cường đây. Thật sự nãy giờ Cường thấy để cái chiếc vali này Cường không nghĩ là làm gì cả. Cường nghĩ là sẽ có một cái hành trình nào đó nữa đến với chương trình Trong Thế Giới Xe. Cảm ơn Minh Phương và đặc biệt là cảm ơn chương trình Trong Thế Giới Xe rất nhiều. Cường nghĩ là cái kinh nghiệm bản thân Cường mà muốn truyền tải đến quý vị thông qua chương trình Trong Thế Giới Xe ngày hôm nay đó chính là chúng ta phải thật sự bình tĩnh khi cầm tay lái. Có một câu nói mà thường thường ở trên xe gần nghe rất hay là phía trước tay lái là sự sống, đúng không nào? Câu nói gần rất là nghĩ là hãy lấy xe bằng tất cả trái tim của mình. Cường thích cái câu đó lắm. Cảm ơn anh Nam Cường rất là nhiều cũng như cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.